Rồi. Dạ vô ngồi nha. Dạ chị Dung Quỳnh. Vô đi vô. Chị Dung Quỳnh ơi, đây là đứa con cũng bị tâm thần chị ơi. Dạ. Rồi chị ngồi xuống đi rồi em đưa nha. Đó, người con. Dạ. Nay cũng đủ duyên lành và dạ. Có món quà tình thương của chị Dung Quỳnh ở bên nước Úc á, thưa ông bà. Ông bà cũng rất là khó khăn với cái hoàn cảnh đời này. Chị Dung Quỳnh bên nước Úc quay trở về với ông bà gia đình trao tặng 500 ngàn, thưa bà. Bà có gửi lời gì cho chị Dung Quỳnh bên nước Úc không? Cô cũng gửi là cô Dung Quỳnh, cô cũng cảm ơn. Là cô đây là Nguyễn Thị Nhàn, cô là 72 tuổi, còn ông thì đây là 76 tuổi, mà bệnh ung thư á, cô Như Quỳnh, rồi giờ nói chuyện không có được, rồi giờ khổ lắm con ơi, còn con thì bệnh tâm thần, nó rồi giờ bệnh dữ lắm, giờ cô ở đây thì cô cũng cảm ơn con, cô cũng cảm ơn cô, chúc cô cho con mạnh khỏe, được bình an. Còn ông cũng giờ bệnh nói không được thì bà thay thế cho ông luôn á con. Dạ, dạ. Ông bị bệnh sao vậy bà? Kiểu giờ nói cũng không được, ca thanh quản á. Dạ, dạ. Ca thanh quản. Là con thấy ông đặt cái máy ở trong cổ ông sao hả? Cái ống á con ơi, cái ống đừng cho thở á. Dạ, ống thở hả? Chứ là giờ thở nó mũi không được, giờ thở ngay chỗ này. Dạ, ông tên gì vậy bà? Ông là Phạm Văn Đực. Dạ. Còn chị là tên gì vậy bà? Chị là Phạm Thị Năm. Chị nay nhiêu tuổi rồi bà? Nay là nó nay gần 40 rồi con. 40. 48 hả? Ít chẳng là 48 nó tuổi thìn á. Ồ dạ. Ừ. Giờ không nhớ tuổi như tá thì con cái hết đó. Dạ. Nhưng mà ông không nói được nhưng mà ông nghe được nghe, phải không? Nghe bà? Được mà đừng nói không được tại cứ cắt ca thanh quản đó con. Giờ cắt nói, bỏ luôn hả cắt bà? Cắt bỏ luôn, giờ dây nói là mới nói không được. Dạ yeah, dạ. Ừ. Là lúc đó ông bị sao mà phải đi cắt vậy bà? Đó con biết sao khào tiếng đi xuống bú á, khám là ca thanh quản. Dạ. Giờ cắt mà cắt hai lần. Cắt năm 2008, cắt năm 2009. Dạ. Rồi tới nay luôn là không nói tới nay luôn. Dạ. Bà ơi, bà cho con hỏi chị á, bà chị bị bệnh từ lúc nhỏ hay mới đây vậy? Mới đây. Nó bệnh nay chắc cũng mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Bệnh tâm thần mười mấy 20 năm nay rồi. Ồ, dạ. Dạ. Là lúc nhỏ cũng bình thường hả bà? Bình thường, không có sao hết á. Mà hôm nay đi lấy máy chắc cũng 20 năm, trên 20 năm. Ồ, dạ. Nó đấy, nó đấy. Ông ơi, hả? Để vậy thì ổn chưa? Chị ngồi đi nha chị. Bà. Ừ, ôi biết 500 hả? Biết. Dạ. Nó hả? Nó thường hả vậy? 500 ngàn luôn á. Hay là nó thường hả vậy? Dạ. Bắt bà ơi, ông để cái máy đó là thở, chỉ thở thôi. Thở mua cái máy đó là hồi đầu đó mổ chứ không biết không. Nó kêu mua cái máy mà tiền đâu mua. Vậy hả, kêu mua cái máy gì bà? Cái máy nói mình đặt vô ngay cái miệng mình nói là tự phát ra. Nói gì thì nghe cái máy. Hỏi con chứ giờ nói làm sao được nói. Xót xa quá bà ơi, có người con gái cũng rất là vất vả luôn á bà ơi. Bà bệnh tâm thần này bà có dẫn đi biên hòa Đồng Nai gì không? Từ đi ngoài năm cũng là mấy tháng á, rồi bắt đầu hết nổi rồi bắt đầu cái gửi nó luôn. Dạ. Gửi ngoài đó luôn, con biết không, gửi ngoài là cũng một tháng rồi mình đóng tiền đóng đồ, thí dụ từ đó biết đóng nhiêu đó không biết, rồi nuôi nó ngoài nữa, nuôi rồi nằm ở ngoài cũng tính là cả mấy tháng trời nuôi nằm ở nuôi nữa. Dạ. Dạ. Nhưng mà nuôi rồi bà đem về chứ không phải là bỏ ở ngoài bệnh viện đâu hả dạ? Hồi đó là ở ngoài nuôi, bắt đầu nuôi rồi cái về rồi sau này cái bà ở ngoài không nổi nữa cái đem ngoài gửi ngoài tự tôi nuôi rồi đúng tháng mà làm rứa về. Dạ. Là cũng không hết luôn. Không. Rồi hiện tại bây giờ là có cho chị uống thuốc gì nữa không bà? Không uống là hả bà? Không uống gì hết, không chịu. Dạ. Mà nó nghĩ tới dù cỡ nào là dù không chịu đó. Nếu mà có một điều ước mơ trong cuộc sống, bà có ước gì nữa không bà? Dạ bà ước cho bà khỏe mạnh với ông đâu khỏe mạnh thôi chứ giờ biết ước cái gì. Dạ. Ước rồi vậy thì ước không? Dạ. Ngồi đi. Chị nghe chị ơi. Dạ. Giờ dạ, cô đây cũng cảm ơn rồi cô Dung ở nước Úc. Rồi cô cũng cảm ơn cô Dung Quỳnh ở nước Úc. Dạ. Dung Quỳnh ở nước Úc cũng nhiều điều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn.
cảm tạ món quà tình thương. Ông có muốn chia sẻ gì không? Dạ, ông ra dấu ha. Ông ra dấu cho mấy cô chị Dung Quỳnh ha. Dạ. Ông nói gửi lời cảm ơn chị Dung Quỳnh đó chị ơi. Rất là thương cho gia cảnh nghèo khổ nay ông không còn nói chuyện được. Bà thì chăm sóc người con bị ta tâm thần nữa. Chị Dung Quỳnh ở bên nước Úc thương tình mà cho tặng 500 ngàn này ấm áp tình yêu thương lắm. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của chị Dung Quỳnh ở bên nước Úc thân tâm thường an lạc, nhiều bình an, nhiều sức khỏe, sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật, làm ăn có lộc có tài để cứu giúp những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh khó khăn hơn trong cuộc sống. Nếu có món quà tiếp theo, con đến với gia đình, gia cảnh của ông bà nữa nha. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình chị Dung Quỳnh muôn đời phước an. Con chào ông bà nha, chúc ông bà nhiều sức khỏe. Ông bà cũng chúc cho con được mạnh khỏe, Rồi, chị ăn cái món quà tình thương của chị Dung Quỳnh bên nước Úc, con chào ông bà nè. Chị ơi, em đi, bye bye đi. Đi đâu? Chị nói về. Nó nói vậy, nó nói. Dạ. Nói vậy, nói. Rồi.